chuẩn này ốm đỡ của mình là áp dụng để ốm đỡ vùng rất chi là mạnh của người ta đánh thái dương, đặc biệt là mạnh vào thái dương dành cho người ta chúng ta tranh đánh vân. Khi mà chúng ta đỡ mạnh như vậy chúng ta phải dùng cả hai tay chúng ta đỡ để vùng lên em, thì chúng ta dùng cả hai tay chúng ta đỡ như vậy nhé. Các bạn nhớ là cái gậy kề ở bên ngoài, tay đỡ ở bên trong nhé, đừng có đưa cái tay ra người ta sẽ vùng cái tay mình đau tay, nhớ nhá. Vùng lên em, bước một là đỡ được đó. Bước hai thế này em, bước hai thầy sẽ gạt tay đối phương đi đánh đỉnh đầu và đánh vào bụng qua đây. Khi mà lên này, một là đỡ được này, hai là đánh đỉnh đầu, ba đá vào bụng này, và có ba bước để chúng ta thực hiện được kỹ thuật này. Thứ nhất là chúng ta phải tập được là cách đỡ trước này, đỡ lên này, đỡ trước. Cái thứ hai là dùng cái tay gạt tay đối phương đi để đánh đỉnh đầu, ba là đánh vào bụng. Thì đối phương nếu ví dụ trường hợp này em lên này, đỡ được trên đầu này, đỡ được trên đầu thì chúng ta đá vào bụng này, đỡ được vào bụng này dùng tay đỡ này. Thì chúng ta đánh cả hai cái để người ta biết các bạn cách đánh cái kỹ thuật này nhé. Chúng ta lĩnh hội kỹ thuật này chúng ta tập luyện nhé. Rồi hai anh em tập với nhau này. Thank you.
4 ngày anh em, nhưng mà số là 3 ngày. Hôm sau chúng ta sẽ tập bài này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập đến đây. Chúng ta tập